Xin kính chào các bạn. Hôm nay thì dịch công trùng Đà Lạt xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới ra mắt trên thị trường Việt Nam của chúng ta. sản phẩm mà mình muốn giới thiệu với các bạn có tên gọi là Cyber Plus 250 eC Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số thông tin của cái sản phẩm này các bạn nhé. Ngoài ra nữa thì các bạn thấy là đây là dòng Pro Super mà bên mình đang phân phối nha và cái dòng Map Marine của Anh và dòng này của Ấn Độ chai này thì được phân phối bởi công ty công nghệ xanh và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những thông tin liên quan với sản phẩm này các bạn nhé. À, với cái dòng cyberlode này thì hoạt chất của nó là sipecmerin Marine à, có nghĩa là nó là một cái nhánh khác của hoạt chất Bec Marine mà chúng ta hay sử dụng trong những cái sản phẩm trước đây à, với cái nồng độ là 25% và cái chất phụ gia nữa cho nó được 100%. Ở đây thì nó sẽ đặc trị các loại côn trùng đã kháng thuốc do vậy mà nếu các bạn đã sử dụng một vài cái sản phẩm mà thấy không hiệu quả thì chúng ta có thể chuyển sang sản phẩm này à, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thông tin hướng dẫn sử dụng của sản phẩm này ở đây thì các bạn thấy là cyberlord này là cái thuốc diệt côn trùng tổng hợp và nó tiếp xúc vị độc thấm sâu nhanh và hoạt chất mới thì ức chế thần kinh làm cho côn trùng ngạt ngừng thở và chết nhanh và hiệu quả nhanh hiệu lực kéo dài với cái liều lượng pha của nó thì 50ml chúng ta sẽ pha với 8 lít nước. Có nghĩa là 100ml thì chúng ta sẽ pha với 16 lít nước các bạn nhé Và chai này là 1 lít thì chúng ta sẽ pha được là 160 lít nước. Đó là cái liều lượng mà chúng ta pha trong y tế. Còn với cách mà các bạn sử dụng để xử lý một số các loại côn trùng mà gây hại trong nông nghiệp thì chúng ta có thể pha với tỷ lệ cao hơn. Thường thì chúng ta sẽ pha với tỷ lệ cao hơn từ 3 cho đến 5 lần đối với cái sản phẩm này có nghĩa là với một cái chai này thì chúng ta có thể pha từ 400 cho đến 600 lít các bạn nha à, nói về hiệu lực tuần lưu của nó thì tuần lưu 30 ngày để khi mà chúng ta phun thuốc và sau khi phun xong thì chúng ta nên để cách ly khoảng 60 phút trước khi chúng ta vào lại sinh hoạt nha thì với sản phẩm này thì chúng ta thích hợp cho chúng ta có thể phun chuồng chạy nè phun những cái cây ăn quả À, tuy nhiên ở trong cái lĩnh vực à, nông nghiệp thì à, các bạn nên lưu ý là chúng ta sẽ xử lý trong cái giai đoạn mà à, chưa có thành phẩm chưa có trái chưa có sản phẩm các bạn nhé để tránh trường hợp là chúng ta phun trực tiếp lên trên à, à, trái cây hoặc là phun trực tiếp trên rau quả hoa màu đó rồi à, nó vẫn còn tồn lưu trên đó thì nó sẽ gây hại sức khỏe cho người tiêu dùng cho vậy mà các bạn cần à, lưu ý à, ngoài ra thì à, một số thông tin về sơ cứu hướng dẫn bảo quản hay là những cái thông tin về hướng dẫn an toàn vân vân thì cái này thì chúng ta sẽ đọc trên cái nhãn sản phẩm thì đây là một sản phẩm của công ty công nghệ xanh và được phân phối bởi công ty công nghệ xanh có địa chỉ ở thành phố hồ chí minh thì đây là những thông tin cơ bản của sản phẩm này thôi ở như vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn một sản phẩm mới ra mắt trên thị trường của chúng ta có tên gọi là cyber và sản phẩm này thì giá cả nó cũng khá là phù hợp cho chúng ta sử dụng trong nông nghiệp hoặc trong y tế à, Với cái giá trị của nó thì trên 500 ngàn một chút thôi nha các bạn nhé Và cái dòng sản phẩm này thì nó có chai nhựa và nó có cả cái dòng chai nhôm Thường thì chai nhôm nó sẽ đắt hơn từ 15 cho đến 20 ngàn so với cái chai nhựa này Thì đây là cái giá để chúng ta tham khảo thôi Còn giá trên thị trường thực tế ở từng thời điểm thì nó có thể khác nhau à, Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở trong những sản phẩm tiếp theo của Dì Cung Dùng Đà Lạt Xin chào các bạn